Ông bà mình hay nói là dậy sớm để thành công, mà em là ngày nào em cũng phải nói là dậy rất là sớm, mà thành công đâu không thấy, toàn là thấy thành chuối không à. Nè, sáng sớm ra coi như là chuẩn bị 8 trái chuối cho 8 con hàng, phải nói là rất là đẹp cho quý anh chị em xem nha. Hàng đẹp nhức nhối luôn. Chút xíu em sẽ tách ra từng con một cho quý anh chị em chọn lựa cho nó dễ nha. Rồi, chúc tất cả quý anh chị em một cái ngày mới thật là nhiều niềm vui cũng như là thành công trong cái ngày mới. Hôm nay em về được coi như là 8 con hàng, phải nói là rất là tuyệt vời. Có hai con phải nói là nó rất là già rừng. Đó. Ví dụ như là con số 1 và con số 5 hả? Nó không dám lên mọc luôn mọi người. Nó già lắm. Và cái hàng này nè, hôm nay là giá cũng rất là yêu thương nha. Bữa nay coi như là đồng bộ, ấy xin lỗi mọi người, đồng giá là 1 triệu 2 nha. Chim này là Quảng Nam nha, không phải chim Nghệ An nha, chim Quảng Nam. Đó, đồng giá là 1 triệu 2 và chim này coi như là đã coi như là thợ người ta lựa ra, người ta nuôi, người ta đã qua cám ngon lành cành đào hết rồi ha. Rồi, đây là cái con số 1, con em nói nó hơi già rừng nè. Đó, nó không dám lên mỏng con số 1 với con số 5 nha, nó già lắm. Nhưng mà những cái con này các anh cũng thấy cái đoạn đầu của cái clip á, đó đều đổ bọng hết trơn rồi. Đó, còn bây giờ là sẽ chủ yếu là quay tướng tá đồ này nọ cho quý anh chị em xem thôi. Cái con chuồng số 1 này nó là cui lân nha. Con này nè, cái mỏng cui, mỏng mỏng nó ngắn ngủn nè, mà nó hơi đá lân lên nha. Đây là chuồng số 1 nha mọi người nha. Đó, anh chị em chịu khó xem những cái clip của em đăng á, ở những cái ngày mới nhất giúp em nha. Đó, coi những cái ngày cũ là em hết chim rồi, ngày nào em bán ngày đó nha. Đó, cho nên là anh chị em chịu khó để ý bên cái góc tay trái ngay chỗ cái số 1 này nè. Nó có thứ ngày tháng ở bên đó. Đó, thì cứ xem cái ngày mới giúp em. Là một cái thứ hai nữa, lúc mà em hết chim á, là em sẽ tắt máy nha. Rồi, chuồng số 2 nè. Rồi đây là cái con chuồng số 2 ha. Con này phải nói là nó rất là đẹp, giống như cái con của ngày hôm qua. Đó, con ngày hôm qua mồng tê rất là đẹp luôn. Con này cũng cũng tê giống như cái con ngày hôm qua nha, nhưng mà nó không có được tê giống như là con ngày hôm qua thôi. Đó, đây là cái con số 2 nha. Đó, cái nết nó nhảy rất là lanh luôn. Rất là lanh. Đây, số 2 nha. Rồi, qua này số 3. Số 3 này xòe mềm nha, tướng rất là to luôn. Con này cũng cui cui nha. Đó, mỗi một ngày các anh thấy không? Mỗi một ngày là một cái con nó khác nhau, không có ngày nào là giống hết đó. Cho nên anh chị em chịu khó xem cái ngày mới giùm em nha. Xem ngày mới rồi hỏi. Thí dụ như ngày hôm qua con số 3 này nó mồng tê đó, mà mấy anh không có xem cái ngày mới, mấy anh hôm nay, ấy xin lỗi, hôm nay em đăng nhưng mà mấy anh hỏi cái chim của ngày hôm qua là cái con mồng tê chứ không phải con này. Đó, cho nên là anh chị em chịu khó xem cái clip em đăng mới nhất nha. Đó, luôn luôn em để bên cái góc tay trái phía trên màn hình nha. Đó, còn cái thông tin điện thoại và cái địa chỉ của em bán á, là em để bên cái phía dưới màn hình các anh đang xem ha. Đó, đây là cái con số 3 nha. Đó, con này sẽ mềm rất là to luôn nha. Wow, à, còn số 2 những cái con này nó đổ bỏng hết trơn nha. Đó, rồi con số 3 rồi ha. Bây giờ tới con số 4 là mỏng cui nữa nè. Số 4 là mỏng cui nè. Lành chưa? À. Anh chị em nào mà mua chào màu á, chơi chào màu á, thì chịu khó ha, lựa những cái con nào mà nó lanh thiệt lanh. Đừng có lựa những cái con đứng một chỗ. Mấy cái con mà nó đứng một chỗ đa số là những con mái không à. Đó, cho nên là đi mua chim chào mào á, là phải lựa những cái con nào mà nó lanh. Thứ nhất là lanh, thứ hai yếm đậm, thứ ba yếm sâu, thứ tư nữa là cái đầu to, cái thứ năm nữa là cái mồng nó phải đẹp. Đó, ví dụ như con số 5. Đó, đẹp chưa, không dám lên mồng luôn. Rồi, cái con này không lên mồng thì để lại, em cho nó ra lồng rồi em sẽ ủ lại 2-3 ngày nữa. Rồi em sẽ
cho nó lên sàn ha. Còn hiện tại bây giờ thì nó chưa có cái thái độ gì hết, mà bỏ 1 triệu 2 ra thì nó sẽ rất là phí ha. Đó, cho nên là những cái con như thế này nè thì em để em ngâm cứu lại ha. Ngâm cứu lại nha. Đó, rồi qua này số 6 nè. Wow. Rất là to luôn nha. Con này là đinh lân nha. Con này là đinh lân gốc mòng rất là dày, tướng rất là to, con số 6 nha. Đó, thì cái mùa này anh chị em cũng biết rồi ha. Cái lông nó cũ 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 ha, nhiều khi em quay như thế này nè, mấy anh thấy đủ đuôi nhưng thực tế nó chỉ có được có 2-3 cọng thôi, do là em đang quay từ cái bên hông á, đó, cho nên anh chị em thông cảm nha. Đó, chứ ở đây là coi như là con này chắc còn được 6 cọng lông đuôi á, nó bị thiếu hết mấy cọng á. Thì cái mùa này lông nó cũ ha, trong quá trình vận chuyển đóng thùng rồi này nọ nó rất là dễ xúc lông ha. Nhưng mà riêng cái dòng chà mào này, nếu mà nuôi đủ một bộ đuôi á, nuôi cho ra đủ một bộ đuôi thì nó tầm khoảng chừng 2 tháng đổ lại thôi là nó hoàn chỉnh hết được bộ đuôi ha, hoặc là mình thay lông á. Đó, con số 6 nha. Đó, tướng coi như là rất là to ha, cúp chữ C đinh lân rất là đẹp ha. Cái này không phải là mòng tê nha, cái này mà dân ngoài Hà Nội á, người ta hay gọi là con này là con đinh lân đó, chứ không phải là mòng tê. Có nghĩa là mòng đinh gốc mọc dài rồi nó đổ, nó hơi đổ lên phía trước nhưng mà cái mòng nó thẳng thì người ta sẽ gọi nó là đinh lân đó, nó đổ lên phía trước gọi là đinh lân nha. Còn thí dụ UT là nó cong hơn nhiều ha, nó sẽ chĩa lên phía trước nhiều hơn sẽ gọi là mòng T, hoặc là cái mòng mà nó hơi cong cong thì người ta sẽ gọi nó là mòng lân đó. Nó nhiều cái cách gọi thì thôi, em cứ quay như thế này, em không có rành chà mào ha, em cứ quay như thế này, còn anh em cứ phán giúp em ha, mòng nào thì tự phán đi, tại vì mỗi người một cái cách nhìn, mỗi người một cái cách gọi nó khác nhau ha. Rồi con này mộng đinh gốc mộng phải nói là rất là dày, con số 7 nè. Wow. Đây số 7 ha. Mấy cái con mà mộng tê á, em nói với mấy anh á, là mình nuôi nó đẹp thôi. Còn mà đi những cái đấu trường cà phê rồi này nọ, những cái con mà nó chơi hay á, đa số là những cái con mộng đinh gốc mộng dày, hoặc là những cái con mộng cui. Đó. Còn cái con mòng tê nè, mòng lân nè, cái đó là mình để mình nuôi, mình ngắm cho nó đẹp thôi. Mấy anh không tin, mấy anh cứ lên trên mạng coi. Lên trên YouTube xem những cái giải đấu trường đồ này nọ. Đa số những cái con mà nó lụm giải đồ này nọ, nó lụm xe máy đồ này nọ là toàn là những cái con mòng đinh với mòng đinh với mòng cui không à. Đó. Hiếm 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 con nào mà mòng tê mà nó lụm được cái xe máy lắm. Mà mấy cái con này anh chị em chịu khó về nha. Hàng này là coi như là thợ qua cám, nhưng mà qua qua cám theo cái kiểu mà qua cám theo bầy đàn á thì nó rất là nhanh đó. Thì đôi khi ha, đó đôi khi cái hàng rừng thì em sẽ bán hàng rừng, còn cái hàng mà thợ nói với em đã qua cám thì em cũng báo với mấy anh là qua cám. Nhưng khi các anh chịu khó ha, mua về nhớ chịu khó để ý theo dõi nha. Đó, thứ nhất là mình cho nó ăn trái cây vừa phải nè, cái thứ hai nữa mình để ý xem nó ăn nó ỉa ra cái phân nó có cám hay chưa đó. Chịu khó để ý nha, chứ đừng có nghe em với ông thợ hay nghe em về coi như là cứ để cám chăm chăm cái nó không ăn cái là coi như là mấy anh buồn, em cũng buồn lắm đó. Cho nên là thôi chịu khó về để ý cái để ý một 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 tí thôi, coi như là mình nhín ra một chút thời gian đó, mình để ý tí xíu cho nó chắc ăn. À, còn số 3 mọc cùi ấy, còn số 4 là mọc cùi đã chưa. Trời ơi, cái mỏng nó nguyên cục mà nó ngắn ngủn nữa. Đó, thì hôm nay là review cho quý anh chị em xem 8 con chà mào ha, đồng giá là 1 triệu 2 nha. 8 con đồng giá là 1 triệu 2. Riêng cái con số 5 này nè, mấy anh đừng có chọn nha. Để chút xíu em sẽ ngâm cứu lại ha. Em kiếm lồng em tách nó ra, con số 5 này nè. Đó, còn toàn bộ những cái con này hồi sáng em làm một cái clip demo cho mấy anh đó. Đó, là coi như nó đều độ bỏng hết rồi. Anh em cứ yên tâm ha. Nếu như anh chị em nào mà có nhu cầu mua những cái con này nè, đó có chim mà dạng như là mới mới rồi này nọ ha, cứ đem lại đây kè thoải mái ha, nó tỏ vẻ thái độ rồi này nọ thì mua đó. Chứ em ở đây là em khuyến cáo với mấy anh đi mua cái con chà mào, thứ nhất là nhiều tiền, cái thứ hai nữa là tốn công mình chăm, cái thứ ba nữa mình chọn cái con chim mà nó không ưng ý, nó mất thời gian của mình nuôi đó. Đây số 6, má ơi nó to nó đẹp. Rồi chương trình là 8 con chà mào đồng giá là 1 triệu 2 nha. Rồi bây giờ có đúng một con trẻ lửa thôi, chuột số 11 có đúng một con thôi nha. Con này đuôi 20 nhưng mà nó bị rớt hết một cái đuôi lao rồi.
có đúng con nào mọi người. Lông nó cũng tương đối, chắc nó cũng muốn thay lông thì sao á. Nhanh gọn lẹ cho anh chị em nha, 1 triệu về ôm lông nha. Đuôi 20 nha, đó bị rớt một lao, đuôi hơi tôm nhẹ, nó bị rớt một lao rồi đó. Giá thì chỉ có 1 triệu thôi nha. Đó, hôm nay là 8 con trà màu, 1 con trà lửa, rất là nhiều chim luôn. Thế nào cũng bị chửi. Rồi, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em ở trong một cái video tiếp theo nha.